Lê Văn Khánh, 33 tuổi và Trần Viết Trung, 35 tuổi, là đối tượng gây nên vụ thảm án khiến một người tử vong, một người bị thương cách đây 2 ngày tại một quán karaoke ở phố Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Khi trên xe khách trốn chạy đến địa phận huyện Ehleu, thì đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Ehleu dừng xe kiểm tra, bắt giữ. Sáng 23 tháng 10, hai đối tượng đã được bàn giao cho Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra theo quy định.